dâng lên tiếng. Kính thưa quý thính giả, sáng nay ngày 20 tháng 8 2014, nhiều dân quan tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Bình Dương và Sài Gòn đã tập hợp trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn ở đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất, biểu tình lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cướp đoạt ruộng đất của dân. Bà con dân quan đã trương các biểu ngữ nêu bật chủ nghĩa xã hội là dối trá, hãy trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân, vân vân. Từ Sài Gòn, dân quan Đoàn Thị Nữ đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành như sau. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Chào chị Đoàn Thị Nữ. Dạ. Thưa chị, chúng tôi được biết sáng hôm nay bà con dân oan của tỉnh Tiền Giang cùng với lại bà con dân oan của quận Thủ Đức, Sài Gòn và một số nơi khác đã có cuộc biểu tình tại Sài Gòn đòi công lý, đòi nhà cầm quyền Cộng sản trả lại ruộng đất cho mình bị tước đoạt một cách phi pháp. Chị có thể kể lại cái cuộc biểu tình sáng nay của bà con được không ạ? Bữa nay cái bức xúc của bà con, người nào cũng được khi kiện từ khoảng 30-40 năm nay, mười mấy năm cũng có, hai mấy năm cũng có, mà cứ hẹn đúng hẹn giờ và xin giải quyết cho bà con gì hết trơn á. Thành thử cái bức xúc của dân các dân quan các tỉnh á, bữa nay là một nhóm dân quan để đi xuống đường đòi công lý, để khi mà ông Nguyễn Tiến Dũng thủ tướng chính phủ vừa rồi có nói là phải làm gì có quyền lợi cho nhân dân, lợi ích cho dân, thì cái đó chúng tôi mới đứng lên đi đòi công lý. Nặng lợi ích đường vào quyền sở hữu đất đai của dân thì phải trả cho dân. Nếu mà dân chúng tôi thì chuyện vậy thì mấy ông cố quyền, mấy ông bắt tù, bỏ bới thì chúng tôi cũng cam tâm. Nhưng mà nếu mà cán bộ làm sai thì nào phải xử lý cán bộ. Chứ không bao giờ mấy ông để bao che cán bộ cho tụi tôi đi hoài suốt cuộc đời như vậy. Bây giờ khi mà còn nhỏ giờ 30 năm rồi, người nào lấy cũng gần đất xa trời rồi mà không trả đất nữa. Hỏi mấy ông làm việc như vậy rồi sao mấy ông làm việc thì có đúng không, mà để cho dân chúng tôi phải khổ như vậy. Bữa nay là chúng tôi đồng ý là chúng tôi đi, số lượng thì không nhiều nhưng mà số lượng là rất bức xúc, thầy là quyết tử chứ không có thể là để cho cái bọn mà tham nhũng lợi dụng quyền hạn để cướp bóc của dân như vậy. Thưa chị có thể nói là cái tình trạng gia đình chị đã bị cướp đất được bao nhiêu năm nay và cuộc sống hiện nay như thế nào được không ạ? Riêng cái dân bà con kia thì cùng bản thân tôi thì nó cướp đất của tôi là chính quyền cơ sở, là xã Tân Hương của tôi á, là Nguyễn Văn Thanh, làm địa chính xã Tân Hương, làm hồ các thủ tục giả mạo chứng từ của cơ quan nhà nước, giả mạo chữ ký của ông già tôi, các hộ như ông Dương Nhân Nhỏ, Dương Nhân Đực và bà Nguyễn Thị Lọt để làm những chứng từ hồ sơ giả để cấp quyền sử dụng đất cho các hộ đó, không có ký tới cận Đông Tây chính, Đông Tây Nam Bắc không có người nào ký, giả mạo chữ ký luôn. Và đồng thời chữ ký đó không phải là của cha tôi là Phạm Nhân Vị ký, tự giả mạo chữ ký để họ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, mà trong khi đó chủ đất là ông già tôi chưa có giấy đỏ, mà người mua của trước giả lại khi mà bán người thì có 70 rưỡi, mà làm giấy tờ mua bán là 9 mét, một người á chỉ có 6 mét mà làm 70 rưỡi, và chiều dài là 25 mét, và bên kia nữa tổng cộng diện tích của ba hộ lấn chiếm là 176 m² đất quốc lộ 1A. Thử hỏi như vậy tôi đã thưa kỹ nhiều năm, tôi có các chứng từ đưa ra là có cơ sở là đất đó không phải là chữ ký của cha tôi. Nhưng mà cán bộ các cơ sở từ huyện tới tỉnh không có xem đo chữ, không có xem hồ sơ, mà chỉ là bồi lì chuẩn y, nói là không có tình tiết mới để thay đổi cái quyết định. Thử hỏi như mấy ông làm việc như vậy, cán bộ ở tỉnh còn bao che các cơ sở như ở huyện, ở xã. Như vậy là để chúng tôi đi đúng nơi chỗ, mà giờ chúng tôi đi đâu bây giờ? Để nói chúng tôi đi ra, nói tụi chúng tôi đi gây rối, mất an ninh. Thì bây giờ chúng tôi đi hỏi thử hỏi mấy ông, giờ chúng tôi đi đâu bây giờ mà mấy ông nói tôi gây rối để bắt bỏ vừa bới chúng tôi. Thưa chị đã đi khiếu kiện bao nhiêu năm nay và các cấp chính quyền đã trả lời chị như thế nào chị? Tại đi khiếu kiện hồi thì bác phát sinh đi khiếu kiện là năm 2001 cái giờ.
mà cứ tới huyện huyện hôm qua hồi đó nó giải quyết chuyện cấp về đâu đúng rồi rồi cái điều kiện tới tỉnh tỉnh trả lời là không có trình chức mới trình y luôn kéo dài cái ngày 30 tháng 8 năm 2011 thì công an tỉnh Tiền Giang nó đề xuất giải quyết vụ khiếu nại của bà Đoàn Thị Nữ tại cơ sở đó thì ủy ban tỉnh không xem của công an báo cáo theo cái số báo cáo 2219 mà ủy ban tỉnh nói là cho chứng y là không có trình chứng mới mà trong khi đó tôi đã có nhiều cái chứng từ là giám định chữ ký giả của kỹ thuật hình sự của công an tỉnh đã giám định là giả mạo chữ ký nhưng mà ở ủy ban tỉnh vẫn không xem cái đó là cơ sở gì hết. Chị có kiến nghị gì về vấn đề đất đai của chị hiện nay không ạ? Bây giờ tôi không biết kiến nghị gì giờ tôi yêu cầu là trên thế giới đã nói là đã có nhân quyền của quốc tế với nước Việt Nam này là có nhân quyền nhưng mà bây giờ mấy ông Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi đã nói là không có để gì thiệt hại cho nhân dân phải bảo đảm đời sống của nhân dân thì bây giờ tôi chỉ yêu cầu ông Thủ tướng Chính phủ nói được làm được bảo đảm là tôi không muốn là binh dịch tôi bằng cái lẽ tôi quẩy mà ông không muốn là ông binh dịch tôi miễn là tôi đúng là ông cho là đúng phải giải quyết cho tôi thôi nếu tôi sai tôi chịu trách nhiệm còn tôi đúng phải giải quyết tôi chỉ mong muốn vậy thôi chứ nếu mà dân khiếu kiện chúng tôi đâu có mà ở không vậy mà đi khiếu kiện cái chuyện có nó không chuyện không nó có để đi hoài ha đi khiếu kiện là phải bức xúc tụi tôi mới đi bây giờ bữa nay chúng tôi có đâu có bao nhiêu số lượng đâu mà chúng tôi vẫn kéo hai cái băng nữa ra để đầu công lý công an lực lượng rất là đông chúng tôi khoảng có 20 người trở lại mà lực lượng 40 người công an sáng nay có tỏ thái độ gì bắt bớ và gây khó khăn cho cuộc bồi tình của bà con không ạ? Nói chung ra thì chúng tôi đi kéo bồi tình thì khoảng có 15 phút là chúng tôi đã rút đi rồi không có đứng lâu lực lượng công an thì đứng ngoài không nay thì không có ai mà nói là cưỡng chế hoặc là cản trở không có chỉ đứng ở ngoài chụp hình tụi tôi thôi cứ chụp hình lên mình Xin cảm ơn chị Đoàn Thị Nữ và mong rằng bà con dân oan chúng ta cũng như bản thân chị trong sẽ kiên trì cuộc đấu tranh để mà đòi lại công lý và đòi lại cái quyền hợp pháp của mình sử dụng và sở hữu dụng đất mà mình đã bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt. Xin cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn anh ạ.